cái suối rất là đẹp. Tâm quan tâm mời các bạn vào xem cho vui nha. Lời đầu tiên Tâm muốn chúc các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc và thật nhiều an lạc nha. Đợi các bạn quan tâm nha. Sáng bên này thì Tâm ở quán tên thử ra buổi trưa mình phải đi cùng nhà hàng ăn cơm các bạn, rồi buổi chiều cũng vậy nữa. Trước mặt của mình đây các bạn, người ta kiến trúc rất là đẹp, chỗ đó là một cái lúc đó các bạn, tên là Candia. Chỗ đó mình qua mình tắm piscine, mình làm sauna, ama, mình làm spa nữa các bạn. Kế bên suối đẹp lắm các bạn, rất là thư giãn các bạn. Ở đây mình nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi bộ vòng vòng ở đây nè các bạn, ở đây rất là mát mẻ.
rồi tụi Tâm mua giày xong rồi, bây giờ tụi Tâm đi ăn trưa. Ăn kế bên cạnh này có tiệm ăn trưa rất là rẻ mà cũng mau lắm các bạn, rất là ngon. Tâm lựa cá thô chiên ha, với lại những cái món nấm nướng lên đó các bạn, với lại ớt đỏ ăn cũng ngon lắm các bạn, ớt xanh ớt đỏ. Còn ông xã Tâm thì lấy nướng thịt bò nướng ăn với lại phích đó các bạn, cái miếng thịt bò rất là mềm ngon. Tụi Tâm ăn rẻ lắm, mỗi đứa ăn có 14 đồng à. Được, ăn xong rồi mình đi bộ chơi tiếp với các bạn. Trong tiệm này bán đồ cũng rẻ lắm các bạn. Các con Tâm rất là thích tiệm này, và Tâm cũng thích tiệm này lắm. Bây giờ Tâm lên trên này có cái tiệm đó để Tâm mua cái bóp đeo sau lưng. Bộ này nó nguyên cái dãy này. Bộ đẹp lắm. Đây có cây lan băng đẹp quá các bạn, thơm quá. Bây giờ mình ngồi nghỉ một chút nha. Video đã dài rồi, Tâm xin được ở đây nha. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem cái video này và đồng hồ Tâm trong thời gian qua. Tâm xin chúc các bạn cùng vui khỏe, hạnh phúc và thật nhiều bạn nha. Là merci beaucoup d'avoir regardé cette video. Je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir et à bientôt.